xong năm mươi hai Phật nhá. Rồi chắc là mình chia hai hàng đi ạ. Qua một hàng thôi anh, để lỏng sống á. Rồi qua đây là chị, qua đây là chị. Bà con mình đi lên kia nó thiếu đâu, thiếu đâu. Rồi anh đi, anh đi coi. Nhớ cố gắng cố gắng thôi. Bà con mình niệm Phật nha. Thôi Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng các cô bác, quý vị lớn tuổi, cùng các vị mạnh thường quân và tất cả bà con cô bác kính mến. Kính thưa các ban ngành đoàn thể trong địa phương của xã An Cư kính mến. Thưa quý vị, thì hôm nay vào ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Thìn cũng là một cái duyên lành được hội ngộ cái điều cao sâu nhất, đó là được các vị đồng đạo của chúng ta liên kết với chính quyền địa phương để rồi hợp tác cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân khó khăn trong cái vùng của ấp Ba Sai của xã An Cư. Thưa quý vị, như vậy thì lời nói đầu tiên của chúng tôi xin chân thành kính gửi đến các ban ngành đoàn thể cũng như tất cả bà con, cô bác cũng như quý vị đại diện cho các vị mạnh thường quân có mặt nơi đây lời chúc sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân trân trọng sâu đậm tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, giờ đây thì để diễn tiến vào cái chương trình của cái buổi cấp phát quà này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lần lượt quý vị đại diện các vị mạnh thường quân có mặt cấp phát quà hôm nay như sau. Trước tiên thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tướng Dũng, Diệp Cầu Nhân Ái, đại diện cho Kinh Diệp Cầu Nhân Ái, đại diện các mạnh thường quân, quý vị cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng giới thiệu hôm nay cũng được xin giới thiệu là có Kinh của anh Thành Nguyên, cũng đại diện các vị mạnh thường quân, quý vị quan nghênh. Xin trân trọng kính giới thiệu anh Lê Văn Trí, đại diện cho chính quyền sở tại của bang ấp Bà Sa, quý vị quan nghênh. Xin trân trọng kính giới thiệu có sư bá cũng như anh Hai Nhàn cùng tất cả các chư đồng đạo đại diện cho các vị mạnh thường quân có mặt ở nơi đây, đề nghị chúng ta quan kính chung. Và hơn 100 vị có mặt để rồi nhận quà trong cái buổi cấp phát quà này, chúng ta cũng quan kính khích lệ chung cho một tràng pháo tay. Thưa tất cả chư quý vị, như chúng ta đã biết thì xuyên suốt một năm qua, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, nhất là trong cái địa bàn khu vực của tỉnh An Giang nói chung và nói riêng, là cái khu vực của cái huyện tỉnh biên, đặc biệt nhất thì trong cái khu vực của xã An Cư này, phần đông là những người dân tộc Khmer, bà con lâm lũ làm ăn rất là khó khăn trong cái vùng sâu vùng xa, mà nhất là cái vùng miền núi. Chính vì những cái lý do đó cho nên các vị mạnh thường quân đã động mối từ tâm, liên kết với chính quyền sở tại, cũng đã liên kết với các em YouTube để rồi nhờ cái sự kêu gọi của các vị mạnh thường quân để rồi là nhủ lòng từ bi hỗ trợ giúp đỡ cho bà con mình. Chính vì vậy mà hôm nay được chính thức cấp phát quà, thực hiện theo cái tinh thần mà Đức Thầy đã hoài bảo là việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để rõ lòng hiền nhân. Vì thế hôm nay thì trước khi cái chương trình cấp phát quà này thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu sư bá ở núi Cù Tô sẽ đại diện vị mạnh thường quân có vài lời thăm hỏi sức khỏe ăn cần cùng bà con mình nhân buổi cấp phát quà này. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Tỳ Hưng Phật. Lời nói đầu tiên, trong xin kính chúc chúng người sở tại luôn được làm các việc tốt giúp đỡ nhân dân nghèo, thân quan chính chức để phục vụ cho bà con nhân loại. Là nỗi thứ hai thì xin kính chúc cho tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay được nhận quà vui vẻ, chúc cho tất cả quý vị quan tâm được an lạc, đạo quả có chuyên cần chắc chắn sẽ đắc cầu sở nguyện. Và cũng xin cầu chúc cho tất cả các quý vị được điềm lành đem tới, điềm dữ đưa đi, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Xin cầu chúc cho quý vị khi nhận được quà này về đến nhà được đắc cầu sở nguyện, chồng nói vợ nghe, vợ nói con nghe,
trên thượng dưới hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Nam mô. Thưa quý vị, vừa qua thì sư bá cũng có và lời chân thành kính chúc sức khỏe tất cả bà con mình nhân buổi các phát quà này. Và liên tục theo chương trình thì xin trân trọng kính giới thiệu ông Đặng Thanh Nhàn, cũng là giảng viên của miền quê xứ đạo, sẽ có và lời phát biểu đại diện các mặt thầy quân. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cấp chính quyền địa phương của xã An Cư và ban nhân dân ấp Ba Xoài, kính thưa cùng tất cả các bậc phụ huynh, kính thưa tất cả cô bác hiện diện kính mến, thưa quý vị, hôm nay cũng là một cái nhân viên hạnh lộ nhân cái chương trình là chúng tôi du sơn hành hương và ghé lại một cái thử thách của một đứa em, tức là em quà của tôi, đó là đứa em. Sau đó thì nhân cái nhân sự tục sự thì để hòa cũng có ngỏ ý mời đồng chúng tôi cùng tham dự cái chương trình thượng nguyện. Thì hôm nay cái nhân duyên này chúng tôi cũng xin được có vài lời với tất cả chú quý vị. Khi nói đến cái chương trình này, tức là chương trình của Tuấn Dũng, tức là nhập cầu nhân ái, thì tôi nghĩ rằng hai cái từ nhân ái, tức là cái lòng thương người và mến tất cả những gì hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bởi vì chữ ái tức là yêu thương, mà lòng nhân tức là thể hiện tấm lòng tương thân tương trợ với nhau. Vậy cho nên chính vì cái nhịp cầu nhân ái này, cho nên hôm nay Tuấn Dũng cũng đại diện cho tất cả các mạnh thường quân gửi đến quý vị những phần quà nho nhỏ, mặc dù là cái phần quà hôm nay nó không có lớn lắm so với hiện vật, nhưng mà để nó lên tấm lòng của gia đình mạnh thường quân gói ghém yêu thương để rồi gửi đến cho tất cả quý vị. Và coi như đây là một cái duyên lành, nói cho đạo Phật đây là kết thiện duyên, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái thiện duyên hơn nữa trong quãng đời hiện tại cũng như trong những cái phần tương lai. Và chúc cho tất cả quý vị chúng ta nhận món quà thiện duyên này và về sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, phát triển cuộc sống, và nhớ cố gắng để làm vượt qua cảnh khó nghèo trong hiện tại để chúng ta cùng an vui trong cuộc sống còn lại của tất cả quý vị. Và cuối lời thì xin cảm ơn và chúc cho tất cả quý cấp chính quyền địa phương sức khỏe được dồi dào, tinh thần an lạc để phục vụ cho đồng bào, cho quê hương mình tốt hơn. Và chúc cho quý vị sức khỏe an lành và làm ăn thành đạt để vượt khó, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Xin được trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Đặng Thanh Nhàn đã có về lời chân thành kính chúc sức khỏe tất cả bà con mình nhân buổi các phát quà này. Và liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu ông Kinh Thành Nguyên, đại diện Kết Nối Yêu Thương, đại diện các vị mạnh thường quân sẽ có và lời phát biểu trong buổi các phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ, Thành Nguyên mến chào tất cả các ông bà, các cô chú đã có mặt trong buổi hôm nay. Thì hôm nay thì cũng là một ngày tình cờ thôi. Thì Thành Nguyên được anh Tuấn Dũng nhịp cầu nhân ái là gieo duyên cho Thành Nguyên về hát một cái ngôi chùa tại đây nhân cái ngày lễ Phật Đản. Thì sau khi mà Thành Nguyên lên đây thì nghe anh Dũng bảo rằng là có phát quà cho bà con, thì Thành Nguyên cũng có nhà ý nói với anh Dũng rằng là cho Thành Nguyên góp một chút cái công sức của mạnh thường quân đã gửi vào cái quỹ của Thành Nguyên. Cũng rất là may mắn sau khi mà gợi ý như vậy thì anh Dũng đã đồng ý ngay. Dạ, thì vì cái lẽ đó mà Thành Nguyên có mặt trong buổi trao quà ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn các ông bà và cô chú rất là nhiều. Dạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Thành Nguyên, Kết Nối Yêu Thương cũng đại diện cho Kinh có về lời chân thành kính chúc bà con mình. Và liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Văn Trí, đại diện ban ấp Ba Xoài, sẽ có về lời phát biểu cảm nghĩ tri ân công đức lành cùng các vị mạnh thường quân. Xin trân trọng kính mời. Trước tiên địa phương xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã có những phần quà hỗ trợ cho bà con nghèo, cận nghèo và những hộ khó khăn trên địa bàn ấp. Thì cũng không biết nói gì hơn, thay mặt bà con trên địa bàn ấp Ba Xoài xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ chân thành và cũng có cái tấm lòng đến đây để phát trực tiếp cho bà con. Thì cái này rất là mừng, đặc biệt là chỗ sư thầy cũng từ xa qua cũng ghé qua đây để hỗ trợ cho bà con mình. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì cũng xin chúc sức khỏe quý vị mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, tiếp tục làm công tác thiện nguyện mình được nhiều hơn nữa, giúp được cho bà con ở nhiều nơi. Xin chân thành cảm ơn. Và xin chân thành cảm ơn ông Lê Văn Trí cũng như đại diện cho các vị mạnh thường quân và tất cả trong đoàn của chúng tôi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn
quý vị đại diện ủy ban cũng như các ban ấp, các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi tốt đẹp để cho đoàn của chúng tôi đến đây cấp phát quà tặng tay đến tặng cho bà con mình gặp khó khăn này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị, phần quà hôm nay bà con mình nhận gồm có là một cái bọc nhu yếu phẩm, một thùng mì và 10 kg gạo, tổng giá trị khoảng 280.000 đồng. Đó là xuất phát từ cái tâm bác ái, cái lòng vị tha của các vị mạnh thường quân, và nhất là cái tinh thần của người hòa hảo, lúc nào cũng thực hiện cái tinh thần tương thân tương ái, cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần vì đạo pháp, vì dân tộc. Vì thế hôm nay thì cái chương trình cấp phát quà gần 100 phần, và để thể hiện trong cái tinh thần đoàn kết cũng như cái công tác an sinh xã hội được công được một cách rõ ràng cụ thể. Cho nên giờ đây thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng, nhịp cầu nhân ái, sẽ đại diện các vị mạnh thường quân đọc báo cáo kết quả cụ thể rõ ràng. Các vị mạnh thường quân đã đóng góp 100 phần quà gồm 28 triệu đồng. Giờ đây xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng sẽ là bổn phận. Xin kính mời quý vị ủng hộ chung chào pháo tay. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Thành Hòa. Tuấn Dũng xin thân ái kính chào toàn thể các anh chị em lãnh đạo của ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên. Xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, các cô chú, anh chị em có mặt trong cái buổi nhận quà hôm nay. Và xin kính chào sư bá và chú Hai Nhàn cùng với ca sĩ Thành Nguyên, giọng ca để đời, cũng là một cái kênh YouTube Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Thì hôm nay ca sĩ Thành Nguyên trở về quê hương Tri Tôn để hát lễ Phật đản cùng với Tiến Dũng và có hỗ trợ một số hoàn cảnh nghèo. Thì sẵn đây cũng mời Thành Nguyên đến đây để hỗ trợ tiếp cho bà con ở tại địa phương đây. Thì kính thưa quý vị, với tấm lòng tương thân tương ái của quý bà con cô bác mạnh thường quân xa gần, đã hiểu được hoàn cảnh của bà con ở vùng núi, đặc biệt là vùng Tri Tôn, và bà con dân tộc người Khmer và bà con dân tộc miền núi còn gặp nhiều khó khăn, cho nên bà con cũng có gửi tình tài để mà hỗ trợ giúp cho quý bà con hôm nay 100 phần quà. Thì hôm nay có kênh của Thành Nguyên thay mặt các mạnh thường quân hỗ trợ 5 triệu đồng. Thì chút xíu nữa Thành Nguyên sẽ đọc tên của các mạnh thường quân đó. Và vậy là hai sư cô Diệu Hưng và Diệu Tâm ở bên Mỹ đã gửi Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương là 5 triệu đồng. Tiếp theo là chị Bùi Thị Thanh Ngân gửi dùm chị Võ Thị Mai ngày 13 tháng 2 1 triệu đồng. Người thứ hai là cô Hiền chuyển khoản ngày 9 tháng 2 500.000. Thứ ba là Zalo của chú Andy Nguyễn gửi dùm anh chị Ngô Văn Đòn và chị Võ Thị Mỹ 100 đô 2.280.000. Thứ tư là anh Nguyễn Hoàng Long chuyển khoản ngày 6 tháng 5 1 triệu đồng để giúp bà con. Thứ sáu là chị Phạm Thị Hồng Nga chuyển khoản ngày 7 tháng 5 1 triệu đồng. Tiếp theo là chú Đức Trí ở bên Mỹ gửi 500 đô. Hôm nay còn lại 4 triệu thì Tiến Dũng cũng xin dùng để phát quà cho bà con. Thứ bảy là anh Tú gửi từ thiện ngày 8 tháng 5 1 triệu đồng. Thứ tám là cô Khuê ở Hà Nội gửi 10 triệu để phát quà cho bà con mù ở Hậu Giang, vừa qua đã 6 triệu rưỡi, còn lại 3 triệu rưỡi của cô thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin dùng được phát quà luôn. Thứ chín là chị gia đình chị Ngô Huỳnh Như bên Canada gửi 4 triệu 6. Thứ 10 là cô Hạ Đà Lạt 300.000. 11 là Zalo của Tâm An Lạc, tên chuyển khoản là Nguyễn Thanh Tuyền 1 triệu đồng. 12 là cô Phạm Thị Lan 500.000. 13 là chị Phạm Ngọc Tâm chuyển khoản ngày 7 tháng 4 1 triệu đồng để ủng hộ bà con khó khăn. 14 là Zalo của cô Bình Thị Lê còn lại 750.000. Hôm nay Tiến Dũng dùng để phát quà. Dạ, bên đây. Dạ, tiếp theo thì một mạnh thường quân tên là chị Nguyễn Kim Hăng chuyển khoản ngày 14 tháng 5 500.000. Thì tổng số tiền kênh của Tiến Dũng cộng lại được là 22.930.000 và kênh của ca sĩ Thành Nguyên là 5 triệu đồng. Thì tổng số tiền cộng lại được là 27.930.000 và Tiến Dũng có mua những cái phần nhu yếu phẩm như sau. Thứ nhất là một tấn gạo sóc 12 triệu, 100 gói quà nhu yếu phẩm, trong đó có 1 kg đường, nước mắm, được bột ngọt, nước tương, dầu ăn, bột giặt, nước rửa chén, muối iốt. Một gói quà là 80.000, cộng với 100 thùng mì là 8 triệu. 100 gói quà nhu yếu phẩm là 8 triệu, đó là chia ra 28 triệu đồng, cũng tương đương với số tiền Tiến Dũng vừa cộng được là 27.930.000. Thì hôm nay cũng có sự có mặt của kênh YouTube
anh Điền Nguyễn kết nối yêu thương cũng đi cùng với thành viên hôm nay. Chắc có lẽ anh Điền Nguyễn cũng có vài lời để mà gửi đến quý bà con mình anh Thành Nguyên. Và vâng thì một lần nữa Tiến Dũng anh Thành Nguyên cùng với các anh chị em quỹ ban xã và các chú các cô xin thay mặt tất cả quý bà con của bác Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Tiến Dũng và Thành Nguyên để hỗ trợ cho bà con khó khăn hôm nay. Kính chúc cho tất cả quý vị Mạnh Thường Quân luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình thì hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì Tiến Dũng và cả nhân ái cũng đã đại diện các vị Mạnh Thường Quân cũng như các kênh để rồi đọc báo cáo kết quả trọng tài mà xuất phát từ cái tâm lòng, cái tâm từ bi bác ái mà các vị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã cùng nhau góp sức để ủng hộ giúp đỡ cho bà con nghèo khó khăn. Với cái tinh thần cao quý này thì chúng tôi cũng đại diện cho các tất cả bà con cô bác hôm nay sẽ đem tấm lòng thành kính này để rồi nguyện hồi hướng những cái công đức lành. Giờ đây xin thành tâm nguyện cầu ơn trên thành tâm bảo quên đến Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân luôn luôn sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và luôn luôn làm ăn luôn được phát đạt và phát bồ đề tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Và xin hồi hướng công đức lành phát quà hôm nay hướng về cho cửu quyền thất tổ của các vị Mạnh Thường Quân, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và xin hồi hướng công đức lành này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức lành này mà hết khổ được vui và hiện tại được an lạc, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Và lễ phép kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ thì chương trình các pháp quà xin phép được bắt đầu. Ưu tiên cho người lớn tuổi, người già hả quý vị? Và thông báo quý vị mình giữ thứ nhất là trật tự, thứ hai là xếp thành hàng bọt, đi từng người, không được chen lấn, không được ồn ào. Tất cả quý vị mình phải nhường nhịn, phải chờ đợi với nhau. Ai có phép, ai có giấy thì có phiếu, thì có quà, cho nên bà con mình ưu tiên người già lớn tuổi và xếp thành hàng bọt thôi quý vị. Xếp thành hàng bọt thôi, thứ tự hát nhà anh Trí, sắp xếp, bố trí. Cửa, làm cái cửa vậy đó, rồi quý vị mình xếp hàng bọt vô dùm. Hàng một ghế thôi, đừng để vô. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lấy ghế đi ra đi. Để nó làm đó ra làm được. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị mình nhìn mặt nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, tới luôn. Từ từ đi. Cảm ơn bà con nha. Rồi. Rồi ai mấy em thanh niên phục vụ tiếp mấy bà già. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng nhiều ai trong Nam mô A Di Phật nha. Rồi chắc là mình chỉ hai hàng đi ạ. Qua một hàng thôi anh, để lộn sổng. Rồi qua đây là chị, qua đây là chị. Bà con mình đi lên kia đó, thiếu đâu, thiếu đâu. Rồi anh đi, đi rồi. Nhớ cố gắng con mình niệm Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Từ ai có hết. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi từng người một thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây nè cô. Ở đây ba xoài xã huyện Tịnh Biên. Cô đưa tay dưới coi. Nam mô đưa hai tay bỏ dưới ta đưa lên được rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mình lấy tay dưới dưới nha. Rồi Nam mô A Di Đà Phật, thì hành của cô nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi qua đây luôn nè cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ thường xuyên niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúc sức khỏe quý vị mình nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn quý vị. Có lực lượng đông quá. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi nhớ rồi. Mình lấy tay đỡ dưới này nè. Từ từ cái chân đứng tay. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đỡ giữa nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đỡ giữa nè. Tay giữa này nè. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, đi vào đó lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam
chơi gì bạn ừ lớn lên ngon rồi đó qua đây chị bán luôn đi chị ơi công nó sụt chị coi với thằng Phật quá mời quá quá Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Lá lành đùm lá rách, lá lành đùm lá rách nha. Yếu nè. Cảm ơn tất cả giờ yếu nè. Thường Quân. Cảm ơn mấy các mạnh thường quân đã ủng hộ. Rồi. Lá lành đùm lá rách nha các vị ơi. Nam mô Di Đà Phật. Rồi đây. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, xuyên suốt một cái thời gian vừa qua thì phái đoàn của chúng ta cũng đã rất thành công, mỹ mãn trong cái chương trình các phát quà là 100 phần tại nơi ấp Ba Sài của xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thưa quý vị, giờ đây thì còn lại là 4 phần, có lẽ thì bà con sẽ chậm đến sau, sẽ từ từ phát quà sau. Thôi thì giờ đây kết thúc chương trình trong cái một cái phát quà này hết sức là thành công, mỹ mãn. Chúng tôi cũng một lần nữa xin chân thành đại diện tất cả bà con nghèo cũng như địa phương của xã của ấp chân thành kính gửi đến các vị mạnh thường quân lời cảm kính tri ân sâu đậm tinh thần cao quý của quý vị. Và giờ đây kết thúc chương trình thì xin mời Tuấn Dũng có vài lời cuối trong buổi phát quà này. Mời thành viên trước đây thành viên. Dạ cũng không biết nói sao, nói chung là ngày hôm nay thì thành viên có duyên đi về An Giang thì cũng thấy được cái việc làm của anh Tuấn Dũng cũng như là bên anh Thanh Hòa là hỗ trợ cho bà con nghèo và cận nghèo ở nơi đây là 100 phần quà thì thành viên cũng không có nhiều, cũng trích trong cái quỹ của hai sư cô Diệu Tâm và Diệu Hương ở bên Mỹ là 5 triệu đồng để cùng chung tay với anh Tuấn Dũng. Một lần nữa thành viên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng thành viên cũng như là cái anh Tuấn Dũng. Hy vọng rằng là sẽ nhận thêm nhiều sự chung tay nhiều hơn nữa từ các cô chú các mạnh thường quân các nhà hảo tâm. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ kính thưa quý vị mạnh thường quân thân mến, thì theo thường lệ hàng tháng thì Tiến Dũng phát quà cho bà con nghèo ở miền núi khoảng 2 kỳ đến 3 kỳ và phóng sanh thì có khi 1 kỳ cũng khi 2 kỳ. Nếu quý vị nào có đồng hành trợ duyên cùng với Tiến Dũng thì hãy chung tay cùng với các anh em YouTube như là thành viên kết nối yêu thương và Tiến Dũng cũng như là anh tu sĩ Thanh Hòa. Mỗi một tháng chương trình đều có làm những cái chương trình thiện nguyện đó. Thì cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tiến Dũng và Thành Nguyên cùng với Thanh Hòa để trợ giúp cho bà con. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì Tuấn Dũng như cậu nhân ái cũng có và là hết sức là thân thương. Và trong cái chương trình Tuấn Dũng cũng như các anh em cư sĩ Thành Hậu, Châu Phú cũng đã liên tục chương trình hỗ trợ các phát quà cho bà con nghèo ở miền núi. Ngoài việc mà các phát quà cho bà con nghèo ra thì cũng thường xuyên hàng tháng các phát quà cho các vị tu ở miền núi trong cái vùng Thất Sơn. Thì chương trình ngày mai tức là ngày rằm sẽ đến cái thời điểm sẽ các phát quà gồm 3 điểm. Thì do vậy thì hôm nay thì các phát quà ở đây, ngày mai thì các phát quà trong cái vùng Thất Sơn ở miền Bãi Núi. Và ngày mốt thì các phát quà ở ủy ban của xã Lương An Trà. Thì liên tục chương trình trong cái công tác thiện nguyện thì không làm sao mà nó cho hết được cái tinh thần tấm lòng từ bi bác ái của nhà Phật mà các vị mạnh thường quân đã và đang thực hiện. Thế nên hôm nay giờ đây một lần sau cùng chúng tôi xin thành tâm kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và xin thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng ân tam bảo và linh đức Phật đức thầy chiếu diệu cho gia hộ cho tất cả quý vị thăng tâm thuận an lạc đạo quả viên dung và nguyện hồi hướng công đức lành này cho cửu quyền thánh tổ của các vị mạnh thường quân luôn luôn
phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng tại phương, và xin hồi hướng công đức lành này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức lành này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất lành. Lễ phép kính chào tất cả chư đồng đạo và tất cả các vị mạnh thường quân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đó thì ai tới sau lùng sau. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi chào kính quý vị thân mến. Thì hôm nay thì Thánh Nguyên lại có duyên lại gặp anh Tuấn Dũng ở đây, rồi là Thánh Nguyên cũng tiếp sức với bà con nơi đây để trao một số quà tới cho tất cả bà con nghèo và cận nghèo tại đây quý vị nhé. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho thằng Thánh Nguyên trong những chương trình thiện nguyện mà Thánh Nguyên đã đăng tải lên. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc tất cả cho quý vị thật nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn quý vị.